Hôm nay thì chương trình sẽ giúp cho chị em phụ nữ biết cách cải thiện màu sắc của một đôi môi bị thâm. Thứ nhất đó là nhờ vào nước dưa chuột hay là nước dưa leo. Đây là một cái cách rất là hiệu quả để loại bỏ môi thâm. Nó có thể giúp cho chúng ta giảm cái sự hình thành sắc tố và cải thiện màu sắc của đôi môi. Tiếp theo đó là nhờ vào công dụng của trái chanh. Chanh hoạt động như một chất tẩy trắng. Nó thường được sử dụng để làm sáng những chấm màu vàng. Nó thường được sử dụng để làm sáng những chấm màu và vết đốm trên da. Bạn có thể luôn sử dụng nó như một thảo dược hữu hiệu nhất để trị thâm môi. Bôi nước chanh lên môi có thể giúp làm môi bạn sáng hơn. Làm cách này liên tục trong 2 tháng liên tiếp. Bạn có thể chà xát một miếng chanh lên môi để tẩy tế bào chết. Bạn cũng có thể cho một ít đường vào chanh để nó phát huy tác dụng tốt hơn. Thêm một bí quyết nữa cho đôi môi đó chính là hoa hồng. Từ trước đến nay thì chúng ta đều biết là hoa hồng có tác dụng làm mềm mịn và dưỡng ẩm cho làn da. Và hoa hồng cũng có tác dụng tương tự đối với đôi môi của chúng ta. Thêm một ít mật ong vào trong nước hoa hồng và bôi hỗn hợp này lên trên môi. Một ngày thì thực hiện khoảng 3 lần. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể cho cánh hoa hồng vào trong sữa tươi. Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta nghiền cánh hoa hồng ra và cho vào thêm nửa thìa mật ong, một ít nghệ vàng và bôi cái hỗn hợp này lên trên môi để trong khoảng 15 phút và một ngày thì chúng ta thực hiện khoảng 2 lần. Thêm một bí quyết nữa mà chương trình chia sẻ đó là bí quyết đến từ dầu ô liu. Dầu ô liu giúp da bạn mềm mại và dưỡng ẩm. Nó chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết giúp môi bạn mượt mà, căng mọng. Hãy massage môi với dầu ô liu nguyên chất và thực hiện cách này mỗi tối. Ngoài ra, bạn có thể chà xát hỗn hợp tự nhiên bao gồm đường và dầu ô liu giúp môi sáng hơn, thực hiện cách này đều đặn hàng tuần trong 2 tháng liên tiếp. Có một cái gia vị trong nhà bếp cũng rất là tốt cho đôi môi của chúng ta, đó chính là đường. Đường rất hữu ích để tẩy tế bào chết. Nó có thể loại bỏ tất cả tế bào da chết trên môi bạn. Làm một hỗn hợp bao gồm 3 thìa cà phê đường dạng hạt và 2 thìa cà phê bơ. Sử dụng cách chà xát tự nhiên này sẽ nhẹ nhàng lấy đi tế bào chết trên môi bạn. Thực hiện biện pháp này mỗi tuần một lần. Bạn có thể trộn 1 thìa đường với 1 thìa mật ong và nửa thìa dầu hạnh nhân. Chà xát hỗn hợp này sẽ giúp môi mềm và sáng hơn. Thực hiện cách này đều đặn hàng tuần. Và cuối cùng đó là bí quyết đến từ trái lựu. Trái lựu sẽ giúp cho chúng ta có một đôi môi hồng hào và mịn màng. Bởi vì ở trong lựu thì có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da môi. Chúng ta sẽ nghiền nát lựu, cho vào đó nước hoa hồng, sữa tươi, chà xát cái hỗn hợp này lên trên môi trong khoảng từ 2 đến 3 phút và sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước ấm. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể sử dụng hỗn hợp nước ép lựu với nước ép cà rốt, nước ép rễ củ cải rồi bôi lên trên môi và thực hiện cái cách này hàng ngày thì đôi môi của chúng ta sẽ có màu sắc tươi tắn ý như là đôi môi của các nữ MC trong chương trình.